Hi, xin chào mọi người. Hôm nay Quỳnh và chồng Quỳnh sẽ đi chơi với cousin của chồng Quỳnh. Thì hôm nay sẽ là cuối tuần nên tụi mình đi chơi. Đây là AJ và bạn gái của AJ. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu đi ăn sáng. Đây là tụi mình đi ăn sáng ha. Thì mọi người order chờ cũng cả tiếng đồng hồ luôn các bạn ạ. Đấy, mình đã bận quá mình ăn. Thì bây giờ mình sẽ đi vào cái show là anime show, giống như phim hoạt hình vậy đó, mấy cái bộ phim hoạt hình của Nhật Bản. Thì mình vào cái show này mình coi xe rồi mấy cái hoạt hình người mà hóa trang giống như người hoạt hình á. Thì đây là phía trong cái hậu trường này. Thì người ta mở nhạc quá trời, hình ảnh nó cũng dễ thương lắm đấy. Người ta bán mấy cái đồ như tượng rồi nè, mấy hình ảnh á. Ngày xưa nhớ là mình học mình đọc mấy cái truyện tranh rồi đó đấy này nhắm. Còn cái đây là chiếc xe người ta. Đây là anime show. It's a GR, but I can't tell if it's a Supra or a Supercar. Mình đang ở anime là giống như hoạt hình show của người Japanese á các bạn. Đây. Xe rồi sticker của hoạt hình á. Này đang ở đây. Xe nào đi. Yeah, I I want to get the skeleton guy. Yeah. Yeah, he's won before. Those are awards that he's won. Yeah. Yep. Best of show, first place. Babe, look at the skeleton over here. You see the skeleton? And the passengers. He's got Sailor Moon playing in there. That's awesome. Is it playing? Pretty sure that's Tanda. Oh yeah, he's got Sailor Moon. Yeah, he's got Sailor Moon playing in there. That's pretty crazy. The cartoon's playing in there. Cool. Để thử một tinh. Sau khi xem xong cái show thì mình vào Downtown Phoenix để đi ăn milkshake các bạn. Thì chỗ này là Kilder the Yaw, chỗ Downtown Phoenix. Đấy là mình ăn, mình order hai người một ly thôi, chứ đường quá mình có bầu nên mình không ăn nhiều. Thì Quỳnh và bạn Quỳnh sẽ order một cái, còn phía couple bên này sẽ ăn một cái khác nhau. Đấy. Mình ăn rất là ngon luôn các bạn. Đấy. Còn đây là phần của hai cousin của chồng của Quỳnh nè. Cái brownie and cream gì đó. Đấy, rất là...
Và sau khi ăn xong thì mình chạy tới State Fair Arizona để mình đi chơi dạo, ăn đồ street food đó các bạn. Thì mọi người nhớ lên tới đây thì mọi người đi sớm ha. Thì chỗ parking á, nó lấy tiền rất là nhiều tiền luôn. Đi steak fair nữa các bạn. Bạn thấy barbecue nè, hot dog nè, corn nè, mọi người đứng xếp hàng rất là đông. Tại vì tụi mình đi sớm á, cho nên lượng người xếp hàng là chưa có được đông lắm, nhưng mà cũng vừa đủ cho mình nè. Mexican food nè, rồi mọi người đi mấy cái ride đó. Đấy. Đấy, mọi người thấy không? Ăn uống không? Có một cái khu mà ăn uống, một khu chơi đó, và thấy mấy cái ride đó. Thì mình thì không chơi được rồi, mình chỉ đi lòng vòng ăn chút đỉnh thôi, chứ không có đi được mấy cái ride trên này. Thì mọi người phải mua ticket cái ride vào trong cái shopping, có shopping bên ngoài rồi shopping bên trong. Thấy đồ ăn thấy ngon chưa? Thì tụi mình mua cái này barbecue rib về ăn. Đi đã rồi bây giờ mình sẽ đi về các bạn. Mua đồ ăn xong rồi đi về. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của Quỳnh nhé. Nhớ bấm nút like cho Quỳnh nha mọi người. Bye.